chắc nó cũng phải 3 năm à? Củ này nó phải 3 năm à? À. Đây, cách nhận biết đúng không? Ừ, đây, bắt đầu năm nay nó bắt đầu ra này. Năm thứ hai. Ừ, đây bắt đầu thò đây. Thì là mình đã cho lên đường rồi. Mình, hôm nay nó số nó đen. Ui ui. Ui ui. Ui ui mình vội. Mình vội à? Ừ, mình vội làm kín thế. Này mang về trồng tiểu cảnh đâu. Khúc gỗ này đẹp nhỉ. Đây là có mấy cây lan bé bé gì bám bên trên này đúng không anh? Đây này. Rêu à? Nhiều nhỉ. Nãy giờ thấy mấy củ bình vôi rồi đấy. Có một củ bình vôi này. Củ này hơi kẹt đá. Này bé. Con này toàn thích bám vào đá. Ấy và đấy à anh? Quá to. Đấy gọi là tắc kè đúng không? Đây là loại mình sẽ đi lấy à? Anh em mình hôm nay đấy. To này mà vừa lấy toàn cháu chất. Tao từ nãy giờ anh không thèm lấy. Hàng trước thì lấy là toàn hàng cháu chắt. Cháu chắt không thích. Trông ghê nhỉ, vằn vẹn. Này rửa sạch ngâm vào củ không anh? Hay là cứ phải thái ra? Thái ra. Đâu anh? Đây à? Một cụm bé tí nhỉ? À, có hoa này. Ui, bản Mini Cooper. Bản Mini Cooper. Lan chân rết à anh? Ừ. Bé tí này. Cái này dễ sống không? Cực dễ sống. Đấy, mang em nó về đồng bằng. Để trên gỗ rêu chắc đã. Để đây thôi. Tôi đang đây là tắc kè đó. Tắc kè luôn anh nhỉ. Ừ. Ui. Bám chắc lắm. Chắc nhỉ. Úi giời. Kìa kìa anh em gọi kìa. Quá gỗ khao. Lại có anh. Ui, nhiều nhỉ. Thối à? Vứt ra xong nó tự sống mà anh. Ừ. Ừ, toàn là lông lá nhỉ. To không? 4-5 cân mà vẫn còn chưa thèm lấy. Không phải là không thèm lấy mà lấy khó. Không lấy được. Không phải là dễ lấy. Mà là khó lấy. Chứ còn dễ thì cũng lấy à?
Khó quá thì bỏ qua. Đây đang theo dõi, đây không biết cái chỉ là anh em mình có lấy được không đây. Cái dây của nó đây. Anh gửi đâu rồi? Đây đây. Hàng hốc đó nhỉ? À ở đây rồi, à. Lấy được. Đây à? Ừ. Quá kín rồi. Kín thế mà lấy được. To không anh? Dám lấy được. Thì lại không lấy được các bạn, thương lắm. Sương. Nó ôm chặt bờ đá rồi. Rồi. Cố khai thác xem có được không? Khúc đấy, củ đấy anh. Ở kia em thấy có một à, đúng rồi, kia có một củ nhưng mà nó lại rỗng. Này chắc phải lên cái bẹ mới bảy thôi. Tí ra kia đẩy củ to. Cái đi đã. Em lại thấy một cái dây của mình vui ở kia nữa. Thế mình đi xem. Mấy cái này nhìn cây thân giống cái thân lan đấy nhỉ? Được. Đây này, ngay đằng sau anh ấy. Mình đốt hơn mũi nên là cũng không có mũi mấy đúng không? Không đốt chết. Ui xuống lại sâu thế cả anh. Ừ. Cái quả này phải quả dâu rừng không anh Phong? À. Quả này này. Quả đấy chúng nó quay chúng nó ăn được ấy. Ừ. Cái chua. Đúng không? Ừ. Thật không đấy? Nó quay chín nữa. Cái này nó quay ở trong clip của thằng ấy. Clip của thằng gì Thắng ấy nhỉ? Thắng ấy, xem à. Không? Không. Chả có mùi gì. Cái này gọi là cây gì anh? Cẩm cù tên lửa. Cẩm cù tên lửa? Hoa đấy gọi như thế, tao gọi là hoa cẩm cù tên lửa. Không ăn được à? Không ăn được. Nhìn đẹp nhỉ? Hoa của nó nếu mà đến mùa nó lở hoa đẹp lắm á. Yeah. À hết rồi. Nhiều thế. Tăng củ to này. Đây em ạ. Tắc kè. Tắc kè. Và bình vôi. Hành trình hôm nay chỉ có thế. Tắc kè bình vôi ngày mưa. Mưa mà cũng không có cua với ốc anh nhỉ? Thấy. Nghĩa lấy xong tắc kè này hay đi quay bình vôi. Ừ. Anh hôm nay không lấy đâu, hôm nay không lấy bình vôi. À, đi xem rồi. Đi từ ghế này lấy tắc kè nhà sắp hết rồi. Nó cứ bám trên thân cây anh nhỉ? Ừ. Nó mọc nhanh nhỉ? Đá là đá. Những củ như thế được mấy năm rồi thì được như thế.
Hôm nay chắc của nó cũng phải được, nếu mà đây này, của nó 1 năm là nó ra được cái nhánh này. Vâng. Đấy, nó cứ 5-1 đây. Chắc nó cũng phải 3 năm củ này nó phải 3 năm rồi. À. Đây, cách nhận biết đúng không? Ừ, đây, bắt đầu năm này nó bắt đầu ra này. Năm thứ 2. Ừ, đây bắt đầu thò đây. Thì là mình đã cho lên đường rồi. Hôm nay nó số nó đen. Ui ui. Ui ui. Ui ui, mình vôi. Mình vôi à? Nào, mình vôi làm kín thế. Đây là lúc đầu là bọn đi lấy là bọn anh không lấy loại này mà bỏ lại để cho nó mọc. À, bây giờ thì nó nhiều quá rồi. Bây giờ nó phải bớt để cho đỡ tốn đất rừng. Lấy bớt nó đi không nó lại. Những cái đoạn này là mình bỏ đi để lấy giống này. Ừ, mình cũng biết đấy thôi. Ừ. Là nó tự lên. Nó không mọc lên. À. Cái gì có mà vô hạn luôn, chả hết rồi. Lắm người đi bán những cái củ này nó đen quá là người ta lại bảo là nó bị thối, người ta không thích, nhưng mà nó không phải là nó bị thối đâu, nó là già củ. Già củ đúng không? Đây cái thoại nó các bác, đây là củ bình vôi. Anh đặt cái tay vào xem nào. Xem nó to như nào. Úi giời ơi, tầm to lắm. Hơn 40 phân. Hơn 40 phân. Rồi củ này bám đá chắc. Củ này thì không chắc mấy củ này. Đây, chú quay đi. Ấy. To lắm. Này nếu mà lấy được. Nhưng mà hôm nay anh em tôi không lấy bình vội, nhà vẫn còn. Tập trung vào tắc kè đã đúng không? Ừ. Tôi hôm nay thì anh em tôi hôm nay đi chỉ chủ yếu là tập trung vào tắc kè. Đạt chỉ tiêu 20 cân đã. Đạt chỉ tiêu đủ 20 cân xong là đi chơi. Đi chơi. Xong rồi đi khám phá núi. Khám phá. Gốc cây thì sao? Nó bám như gốc cây đúng không? Các em cầm như này về rồng là cứ thế đẻ này, nó hết đẻ là này. À. Về đặt lên thêm mảnh gỗ nữa. Ừ. À, mình có một cây tắc kè đá tại nhà đúng không? Ừ. Sẵn thế rồi nhỉ? Ừ, được đấy rồi. Sống sẵn rồi. Đấy người ta, đây là người ta gọi là nguyên bản đấy. Nguyên bản. Làm trên gỗ nhá. Làm trên gỗ. Lấy các bác xem lá của nó đây. Ở trên đùi đất của các bác không bao giờ nhìn thấy. Không bao giờ nhìn thấy. Có núi đá ở xứ Lạng mới có thôi. Nói thế chứ đồi đất bên Tây Bắc thì nó cũng có mà. Nó không nhiều như mình. Đang vật tắc kè vô tình thấy củ bình vôi. Hôm nay ướng chừng là 20 cân thôi, chắc là nếu mà lấy hết cái đoạn dưới này nữa nó phải 30 cân. Lấy giờ được 3 cân nhá. Bây giờ phải được 3-4 cân rồi. 4 cân nhỉ, cái này nó tươi nó nặng. Lặng mà mình lấy toàn củ to chứ mình không lấy củ bé. Mình để lại. Ở đâu mình để lại cho nó phát triển. Cho nó lấy giống. Củ này to nha. Ừ. Để anh du bình củ này ra là cho chú bê hẳn lên chú quẩy. To này em. Đấy, đánh cái viên đá này xuống. Đấy viên đá xuống anh phải đi lên trên chứ không du vào chân ấy. Cứ mỗi lần anh em tôi mà đi lấy bình vôi là phải cậy đá các bác ạ. Phải thả đá xuống núi. Đấy. Ui dồi, vào chân không? Tí vào chân anh kìa. À, nguy hiểm. Vẫn có tắc kè. Vẫn tắc kè dưới khe đá. Em đứng hơi xa anh, mũi cắn quá. Được. Rồi hết dây rồi à? Rồi đấy, dây rồi. Không biết.
rồi cái ốc này. Đây. Quay cho các bạn xem củ phần vôi to như này. Củ này phải 5 cân này nhỉ? Hơn này. Nó vẫn bám bên trong này. 6-7 cân. Đây một tí lòi lòi ra đây, hình như là củ phần vôi trắng nhỉ? Anh đã bao giờ tìm thấy củ bình vôi đỏ chưa? Chưa bao giờ nhìn thấy, còn chưa nhìn thấy. Chưa nhìn thấy bao giờ? Chưa nhìn thấy. Chứng tỏ khu mình chỉ có trắng thôi nhỉ? Trắng là nhiều. Vàng có thấy bao giờ? Vàng là cũng chắc là vàng là hình như là đợt trước mình đi mình không để ý mình phát ra mình cũng thấy nó vàng vàng lõi đó. Ừ. Đỏ là tuyệt nhiên không có. Đây. Đúng là đi phải tìm chỗ anh nhỉ. Đi phải tìm chỗ nào mà nó thành khu ấy. Mình lấy nó tiện chứ cứ vừa đi mỗi chỗ mót một tí thì lâu lắm. Cả lá tắc kè đây, còn tắc kè đá hết, rất nhàn. Đi thì vất vả thôi chứ còn lúc mà lấy thì... lúc mà đến cái chỗ lấy rồi thì nó lại nhàn nhỉ. Đến chỗ lấy rồi thì nó lại thở đều được. Em đấy là anh cứ đưa nha. To. Bé anh cứ vứt thế luôn. Nó vẫn sống được hết. Hai lần đi chưa lần nào là thuận buồm xuôi gió cả. Lần thì lúc mưa về, mưa lầy. Lần đi thì lại bị hỏng cái ốc. Hai anh em còn phải quay xe lại. Quay xe lại đi bộ cây số mới vào đến bìa rừng. Để còn đi vào trong núi. Tính là lấy xuôi lấy anh em mình được bao nhiêu không biết. Từ nãy giờ á? Nãy giờ em nghĩ chưa được đâu. Tại mình còn nén nữa chứ đúng không? Hôm nay mưa gió lại khẳng định anh em hôm nay lại chắc thì chỉ lấy xuống chục cân thôi. Ừ. Lại xuống rồi. Nhưng bình thường đi mình đi lấy tắc kè vào trời mưa này nó có dễ hơn trời nắng này. Đường đi nó khó khăn hơn. Nhưng mà nó có bám vào đá nó có mềm hơn không ấy? Nó vẫn thế em. Nó vẫn giống nhau hết, có trụ. Thế là nó khó lấy nó vẫn khó lấy. Thế là nó dễ lấy nó vẫn dễ lấy. Ừ. Nó ăn ra dễ à. Thế là bố thì dễ à. Đằng nào chả chui xuống đấy, tí chả chui xuống đấy. Lấy dưới đấy có củ bình vôi đấy. Đúng là mỏ bình vôi ở đây này. To ấy nhỉ. Đây là nó làm chồng chất lên nhau. À. Cây này làm cây kia. Mình tách ra. Hôm nay bộ lấy cả. Đấy. Về tách sau đúng không? Ừ. Lĩnh lượng được khá khá rồi đấy. Nhìn cái củ bình vôi này, dược liệu quý hiếm loại A này, thèm cái này mà không lấy về nhỉ? Ừ. Hẹn em vào một dịp khác.
người ta cần bảo bịt mẹ cái bọn ngu. Dược quý luôn ạ. Lấy. Lấy. Cứ mua đi thì lấy hết. Ở nhà vẫn còn vài củ, 10 cân cơ. 7-8 cân. Anh còn bảo có những củ 5-60 cân cơ. Có chứ. Mình không lấy được về đúng không? Mình không vác được. Không vác được. 60 cân chỉ có lăn như quả bô linh xuống. Bọn nó có củ hàng 2 tạ này em. Ừ. Củ như thế. Cá to. To. Mẹ đấy chỉ cần 5-6 củ là được cân. Vậy nào anh? Củ của tắc kè này á. To như thế này, cái đầy đều như thế này. À, chả mấy mà được chục cân đấy nhỉ. Mấy năm mình đi chỉ kiếm 3 lít. Kiếm 3 lít đúng không? Nhiều nhỉ. Rất nhiều. Mãi không hết. Anh em mình liếm thuốc lam như là liếm đá. Liếm thuốc lam như liếm đá. Như liếm đá. Người ta thì quý lắm đấy. Cho vào lọ thủy tinh. Lọ thủy tinh lưng lưu. Lưng lưu, thỉnh thoảng bỏ 1-2 lát pha trà uống nhau kiểu sang chảnh. Thì mình cứ pha hàng cân. Say thôi. Say thôi. Uống người ta uống thuốc lam, người ta uống có cơ. Mình uống say. Cứ phải đậm, phải đậm vị mới được. À, cái này nếu mà mình pha trà uống thì nó đắng hay là nó ngọt anh? Mát. Mát đây này, phôi. Không thì cứ thế này em về em thái miếng nha. Cái hôm mà anh cho em uống ở nhà đấy á. Ừ. Đấy đúng không? Ừ. Thế thì nó không đắng nhỉ? Ừ, nó không đắng, nó mát, nó ngon mà mát. Uống cái này về giải nhiệt mùa hè mình uống, mình đun một trong, chỉ uống trong độ một ngày thôi. Mà. Xong đầu là mình cho một tủ đá. Uống cho thêm miếng mà uống được đường, cho thêm một ít đường nữa. Lại càng ngon à? Gọi là uống gọi là hơi gọi là ngọt ngọt giọng thôi. Mà. Chứ không được ngọt quá. Thì uống cực kỳ ngon. Nước này. Mà. Thì tí nữa về xin 1-2 củ về pha uống thử cả em thế nào. Ngon bao không? Về cho ông già uống ngâm rượu. Uống rượu tắc à, uống rượu tắc cái đá này thì anh Phong quảng cáo là uống một chén là say. Uống tùy theo rượu lặn hay là nhẹ. Không cần uống nhiều. Lượng này nếu mà các bác nếu mà ngâm tươi này các bác là cứ phải là 2 cân này phải 5 lít rượu. 2 cân này 5 lít rượu. Nhưng mà rượu cái loại 40 đến 45 độ. 45 độ. À. 30 đến 40 độ. Là các bác ngâm pha lúc nó ngấm ra là vừa, uống là vừa. Ngâm trong mấy tháng thì uống được anh? Trong 3 tháng. 3 tháng. Có cần phải cho thêm kiểu kỳ tử hay táo đỏ thì không, hay là chỉ cần ngâm cái này thôi? Cái này cho thêm một ít táo đỏ và táo mèo cũng được. À. Táo chua. Nó chua chua đúng không? Cho mỗi thứ một tí. Còn là linh lăng linh đúng. Ơ cái hoa gì kìa anh? Được. Đấy cái ở tay anh ấy. Đây là một cái loại hoa gì mình cũng không để ý. Không thuộc tên. Không thuộc tên. Không thuộc tên tuổi lắm nên là. Cứ cái gì phải ra được anh, tiền thì anh mình. Em mình mới đi quay đâm ra không biết hết được cây rừng. Anh đi 10 năm rồi còn gì. 15 nhưng mà mình không để ý trong sách nó viết những cái cây này. Thì cây nào mà mình lấy để mình bán thì mình biết rồi đúng không? Ừ. Cái này mà cứ có người mua xem nhỉ? Ừ. Một tạ cũng có. Em hãy quay lên rút cho anh một cái bao, một cái chạc đi. Vâng, vâng. Ở cái rừng Lạng Sơn này các bạn ạ, có một cái cây mà rất là ghê. Đó chính là cây này. Đấy. Trông như cái lá tía tô này. Gọi là lá han. Hai anh em đỏ hết tay rồi. Rát hết tay.
chạm vào cây này phát ngứa ngay. Quá ghê. Mà nó mọc cái toàn thành từng bụi. Đi kiểu gì cũng dính. Anh đi bao năm đi nó vẫn không, nó vẫn kiểu không có cái kháng thể đúng không? Nó vẫn ngứa như ngày đầu đúng không? Lúc đầu mình chạm nó vẫn ngứa bình thường. Vẫn ngứa bình thường. Đi 10 năm rồi nhưng mà cái tay của mình nó chưa chai. 10 năm còn chưa chai thì 10 ngày như em chai nào. Các bác thấy xem tưởng anh em tôi đi chậm này. Đi đâu phát đi đấy. Đi đâu phát đấy. Tìm tuyến đường mới. Để hy vọng kiếm được một loại dược liệu mà 30.000 một cân. Nó chỉ làm gì có tam thất như kiểu Tây Bắc đâu mà. Không Ngọc Linh đâu. Tâm nghĩ là đi rừng kiếm tiền tỷ dễ đấy. Đây các bạn, đây là tí nữa em giới thiệu với các bác, đây là loại tai thỏ nhá. Tai thỏ à? Đâu em chưa nhìn thấy loại đấy luôn. À đấy á, cái bụi đấy á. Thế cái quả cái giống. Trong cầm trà không? Có, em vứt trong này rồi. Vứt trong bao rồi. Vứt trong bao rồi. Lan tai thỏ. Đây à. Anh Phong này. Đây đúng không? Ừ. Thế cái hoa của nó là cái hoa vừa mình cầm con gì? Ừ. Đây thế. Không phải một cây khác. Đây là cái cây nó bám như này em này. Đây đúng không? Ừ. Lan tai thỏ. Nó có hoa không anh? Có hoa nhưng mà mùa này chắc là nó hết rồi. Nó có thơm không? Đi ăn giới thiệu các bác bên này có củ bì vôi này, nó gọi là siêu to khổng lồ à? Chục cân. Chục cân. Và từ nãy giờ chưa chạm cục nào chục cân. Giờ mới va. Giới thiệu các bác. Đâu anh? Đường mới chặt phá. À em thấy rồi. Đấy, già. Ui. Khác hẳn củ ở trên. Thường thì để một củ nó chục cân như thế thì nó có lâu không anh? Chắc nó phải vài chục năm. Vài chục năm. Thế mà những củ hai tạ thì có mà vài thế kỷ à? Ừ. Hơn tuổi đời ông bố mình. Hơn tuổi đời ông cụ nhà mình. Hai tạ. Em bảo nó mọc ở núi này thì nó có cái gì ăn. Mà nó to tuổi đời của nó như thế này rồi nó phải vài chục năm. Nó phải hơn tuổi anh em mình. To nhỉ. Hơi tối để có thể nhìn thấy. Em cho tay của anh vào đây. Còn người ta thấy cái độ to của nó. Một tí trên cái tay đúng không? Một tí rồi. Tèo tèo. Củ này ăn được không anh? Củ này không ăn được. Mà chỉ ngâm uống được. Không, ý em là hôm nay có ăn được về không ấy. À, củ này ăn này chắc là không ăn. Cụ vẫn chưa về với mình đúng không? Cụ hôm nay chưa về. Cụ cứ tạm nghỉ ở đây đã. Cụ đang ở Trúc Gia Trang đây. Cụ hôm nào con lấy về thì hôm nào anh em con chắc hết cái đống ở nhà. Dưới có gì không anh? Tưởng phi điệp tím á? Thế là cái gì? Điệp vương. Được. Đấy anh. Một cái mầm thôi à?
Nó là cái gì cơ? Voi ngựa. Voi ngựa à? Không 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 có giá. Hoa nó cũng đẹp đấy nhưng mà bên trên họ không thích. Ừ, búi to lắm. Ui, đẹp, 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 đẹp. Ui, kia là búi gì kia? Đấy, búi đẹp. À, em thấy rồi.